Phạm Văn Quốc giản dị trở về nước sau đăng quang Á Vương châu Á 2022. Tân Á Vương châu Á 2022, Phạm Văn Quốc đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau chiến thắng trong cuộc thi diễn ra tại Malaysia. Chàng trai đến từ Bình Định thực sự bất ngờ khi không chỉ có bạn bè mà rất đông những người thân thiết đến đón tại sân bay. Phạm Văn Quốc chia sẻ, giây phút này mới thực sự là giây phút anh cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn trọn vẹn kể từ khi đăng quang, anh thấy được tình cảm của người thân, bạn bè ấm áp khi được mọi người chúc mừng. Đây là lần đầu tiên anh về nước sau khi đăng quang Á Vương và cùng top 5 có hơn 4 ngày thực hiện các công việc tại Malaysia. Á Vương Phạm Văn Quốc xuất hiện giản dị tại sân bay Tân Sơn Nhất trong trang phục vest lịch lãm. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng khi gặp lại người thân, bạn bè sau hơn nửa tháng chinh chiến nơi xứ người. Phạm Văn Quốc cũng cho biết danh hiệu này trở thành động lực lớn để anh phát triển sự nghiệp, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động trên vai trò Á Vương quốc tế. Tân Á Vương có dự định trở về nước tham gia một số hoạt động, lịch trình tại Việt Nam và có chuyến đi từ thiện ở miền Trung trong thời gian tới. Sau cuộc thi, điều mà tôi cảm nhận nhiều hơn cả giải thưởng đó là sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình với sự giúp đỡ của quản lý, ekip, các nhà thiết kế, những người thầy, người cô đã giúp tôi có đủ tinh thần, kỹ năng để đi chinh chiến tốt nhất, Phạm Văn Quốc xúc động chia sẻ. Phạm Văn Quốc đến từ Bình Định đăng quang ngôi vị Á Vương một Mr. ASEAN International 2022 tại Malaysia, bên cạnh những giải thưởng phụ như Mr. Sash Factor, Mr. Charming, Mr. Social Media Popularity. Phạm Văn Quốc, sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m87, nặng 78kg, số đo 3:1027:9100. Năm 2019, Phạm Văn Quốc được nhiều bạn bè động viên tham dự Mr. Việt Nam 2019 và lọt vào top 30. Cũng trong năm 2019, anh tham gia hai cuộc thi Nam Vương quốc tế là Mr. United World và lọt vào top 10 cuối năm 2019. Đại diện Việt Nam đăng quang Mr. Xe Asia International. Photo, Huy Trần.